Lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng giảm khá mạnh. Đây được coi là điều kiện để nhà đầu tư, đặc biệt những người có nhu cầu thực, tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn vay mua nhà. Liệu có nên xuống tiền mua bất động sản lúc này hay ngồi yên quan sát? Dù có nhiều thông tin cho rằng lãi suất có thể sẽ tăng trong thời gian tới, tuy nhiên hiện nay lãi suất cho vay vẫn duy trì ổn định ở mức thấp, không có sự thay đổi nhiều so với vài tháng trước. Theo khảo sát, lãi suất cho vay trung bình ở một số ngân hàng lớn đang dao động từ 5 đến hơn 7% trên năm. Cụ thể, tại ngân hàng Agribank, tháng 5 2024, lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức tối thiểu 5%, trong khi cho vay trung dài hạn đang ở mức tối thiểu là 5,5% trên năm. Lãi suất cho vay bình quân ở mức 7,06% trên năm. Tại Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân ở mức 5,9% trên năm. Trước đó, lãi suất cho vay bình quân tháng 4 là 6,4% trên năm. Lãi suất cho vay bình quân của Vietinbank cũng ở mức 6,1% một năm. Tuy nhiên, đây chỉ là mức lãi suất cho vay bình quân, không phải lãi suất cho vay theo từng đối tượng, từng doanh nghiệp, khách hàng. Khảo sát trên thị trường cho thấy, mức lãi suất thấp thường chỉ áp dụng trong 1 đến 3 năm đầu tiên, sau ưu đãi lãi suất thả nổi cho các khách vay cũ của nhóm ngân hàng quốc doanh trong khoảng 9 đến 10% trên năm. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, lãi suất thấp đã tác động mạnh vào thị trường bất động sản. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong 3 tháng gần đây. Cụ thể, tháng 3 tăng 0,96%, tháng 4 tăng 1,15% và tháng 5 tăng trưởng 1,15%. Tổng dư nợ tín dụng bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 992.800 tỷ đồng, chiếm 28% so với tổng dư nợ tín dụng toàn thành phố và tăng 2,78% so với cuối năm, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn. Chia sẻ tại một hội thảo về thị trường bất động sản diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nguyện, Phó trưởng phòng tổng hợp kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tín dụng nhà ở cho vay với mục đích mua nhà để ở, mục đích tự sử dụng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 68% so với tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố. Trong đó xuất hiện điểm tích cực ở phân khúc này khi tín dụng nhà ở tăng trưởng trở lại, tăng 1,2% so với tháng 4 2024. Các tháng trước đó tăng trưởng âm. Đây là bộ phận tín dụng chiếm tỷ trọng cao, vì vậy tín dụng phân khúc này tăng trưởng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bất động sản mà còn có ý nghĩa xã hội rất lớn. Cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, qua đó tác động tích cực đến thị trường bất động sản và tăng trưởng kinh tế. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, với những yếu tố thuận lợi về cơ chế chính sách như lãi suất thấp, khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn của các tổ chức tín dụng, các luật về bất động sản có hiệu lực thi hành sớm sẽ là cơ sở, là yếu tố thúc đẩy để thị trường bất động sản duy trì những điểm tích cực, tạo điều kiện để phục hồi và tăng trưởng trở lại trong thời gian tới. Không chỉ lãi suất vay ở mức hấp dẫn, việc các chủ đầu tư đã tung ra các ưu đãi như tăng chiết khấu, kéo dài chương trình ưu đãi, ân hạn nợ gốc khiến nhiều người trẻ muốn vay ngân hàng để mua nhà. Theo khảo sát của một đơn vị, dù nhu cầu tìm mua nhà trong quý 2/2024 đã tăng lên đáng kể, nhưng tỷ lệ thanh toán thành công vẫn chưa cao vì người mua e dè lãi suất thả nổi. Cụ thể, có hơn 50% người tham gia khảo sát cho rằng lãi suất vay mua nhà dưới 8% một năm là hợp lý, 29% chấp nhận mức lãi suất từ 8 đến 10% trên năm, chỉ 10% chấp nhận đi vay với lãi suất từ 10 đến 13% trên năm tính theo mức thả nổi. Theo bạn, lãi suất cho vay mua nhà ở mức bao nhiêu là hợp lý? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Các chuyên gia cho rằng nếu không tính toán kỹ bài toán tài chính, người trẻ thiếu kinh nghiệm dùng đòn bẩy tài chính quá lớn sẽ khiến người mua nhà không cân đối được khả năng tài chính sau thời gian ân hạn lãi suất. Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận tiếp thị dự án nhà ở của CBRE Việt Nam, hiện các chủ đầu tư áp dụng chương trình bán nhà với lãi suất cố định trong vài năm. Với nhiều người trẻ, khi nghe lãi suất cố định 6% trên năm, người mua nhà cảm thấy đây là mức lãi suất thấp và ổn định, dễ dàng để chi trả ngân hàng. Tuy nhiên, chiếc bẫy lãi suất thả nổi có thể khiến người mua nhà mất kiểm soát về mặt tài chính. Cái việc mà lãi suất thả nổi nó là một áp lực rất là lớn đối với nhà đầu tư. Mặc dù hiện tại chúng ta đều biết rằng là chủ đầu tư nè, nhà ngân hàng phối kết hợp với nhau đưa ra rất là nhiều chính sách hỗ trợ, cố định lãi vay, ân hạn lãi gốc với cái nền mặt bằng lãi vay và là mặt bằng lãi suất hiện tại đó. Nó là tốt nhất trong vòng, hôm trước tôi nghĩ là tốt nhất trong vòng 20 năm trở lại đây luôn. Nghĩa là nó hỗ trợ rất tốt cho người mua nhà. Nhưng vì sao tâm lý người mua nhà họ vẫn e ngại? Bởi vì
ngay chỉ trong một năm trước thôi là bản thân người mua nhà mà vay là họ phải áp đổi nhiều áp lực rất lớn, mà thời điểm đó rất nhiều các nhà đầu tư họ phải bán lỗ, phải cắt lỗ, phải thanh khoản rất nhiều các khoản mục đầu tư bởi vì cái lãi vay nó tăng đột biến, tăng quá cao. Trên thực tế, với mức lãi suất cố định 2 năm thì người mua nhà sẽ nhẹ gánh thanh toán với ngân hàng. Nhưng đến năm thứ 3 trở đi, mức lãi suất thả nổi này thường trên 10%, thậm chí có một số thời điểm còn lên đến 14 đến 16% hoặc hơn. Điều này kéo theo người mua nhà phải bán lỗ hoặc chấp nhận thanh lý hợp đồng. Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam, thông thường các ngân hàng đưa ra gói vay với lãi suất ưu đãi trong khoảng thời gian cố định 2 đến 3 năm, sau đó lãi suất sẽ được thả nổi. Vì vậy, nhà đầu tư phải cân nhắc rất kỹ tình trạng tài chính của mình, tránh vay quá nhiều dẫn đến gánh nặng trả nợ lớn, bởi nếu vay mà không trả được thì phải bán tháo dẫn đến chịu lỗ hoặc là sẽ phá vỡ cam kết với ngân hàng. Lúc này, khoản vay sẽ bị đưa vào danh sách tín dụng xấu, ảnh hưởng tới việc vay vốn sau này. Bà Cao Thị Thanh Hương, quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savills thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ khi chọn hạn mức vay vì không có ngân hàng hay chủ đầu tư nào có thể đồng hành cùng với mình một cam kết dài tới 15-20 năm. Do đó, mức vay khoảng 50% giá trị sản phẩm là phù hợp, còn lớn hơn từ 70% trở lên là rủi ro cao. Chuyên gia của Savills cũng lưu ý, hiện các chính sách bán hàng của các chủ đầu tư rất tốt, nhưng người mua nhà cần phải lưu ý về uy tín của chủ đầu tư đó, bởi việc đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Trên thực tế, không ít trường hợp vì nhiều lý do mà chủ đầu tư dự án đứt gánh giữa đường, không thể thực hiện cam kết với người mua nhà. Vấn đề cần lưu ý tiếp theo là giá bán căn hộ. Trong quá trình bán hàng, những căn nhà bán ở giai đoạn sau thường có giá cao hơn so với những đợt mở bán trước đó. Chính vì vậy, chủ đầu tư cũng sẽ triển khai nhiều ưu đãi và phương thức thanh toán cũng đa dạng hơn. Người mua cần so sánh, kiểm tra giá cả kỹ lưỡng để đưa ra quyết định nên mua sản phẩm của giai đoạn trước hay giai đoạn sau. Mua sản phẩm giai đoạn trước sẽ có giá tốt hơn nhưng thời hạn thanh toán sẽ ngắn hơn, nên cần chuẩn bị trước nguồn tài chính. Còn ở giai đoạn sau, tuy có giá cao hơn nhưng tiến độ thanh toán sẽ dài hơn nên áp lực tài chính sẽ giảm bớt. Ngoài ra, theo các chuyên gia lưu ý, số tiền trả nợ cho ngân hàng bao gồm cả gốc lẫn lãi nên chiếm khoảng 50% thu nhập, nếu mức 80% là nguy hiểm. Còn bạn, bạn có những kinh nghiệm gì trong việc vay vốn để mua nhà và đầu tư bất động sản? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng về thị trường bất động sản được cập nhật liên tục mỗi ngày. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.